Hello mọi người. Nè, hôm nay có Trang với Quang nữa nè. À, mấy chị em tôi đang ở Con Sò. Lúc ơi. Đây nè con nè, con nói là mẹ ơi, sao người ta đi Úc người ta cho chụp con sò mà con chưa có thấy con sò. Bữa nay thì mẹ cho Lúc nè đứng ngay con sò cho mẹ đi. Đó. Rồi, bây giờ mình đi xuống dưới. Trời ơi, ở dưới có quán kìa cưng. Đẹp quá mọi người ơi, ban đêm nè, đèn đẹp quá luôn. Đây Giang sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Trời rất là mát, không có lạnh. Bắt đầu là trời vô mùa thu hả Quang? Mùa xuân. Cho nên là bắt đầu là chuyển vô mùa xuân rồi, không có lạnh nữa, bắt đầu mát mát. Vui quá, trời ơi, buổi tối ở Con Sò. Đây, cái cầu đó là cầu gì Trang? À, đó mọi người thấy chưa? Cứ là tới ngay cái cầu này và ngay Con Sò này là biết là mình đang ở Sydney City. Cưng ơi, lát mình xuống dưới mình kiếm màn mình ngồi cưng. Đây, đây cho bên cái chị dưới lớp mình tắm nữa nè. Đây. Ủa? Đây nè. Dạ. Cô Lena. Cô Lena đi từ. Cô Lena là đi bộ dữ lắm quý vị ơi. Tôi nói nguyên ngày nay nha. Tôi đi có nửa ngày thôi. Tôi nói trời Na ơi, chị mệt quá, chị buồn ngủ quá, thôi để chị về chị ngủ xíu, chị lấy sức tối chị đi tiếp. Trời ơi, tôi nằm tôi ngủ mà tôi không thấy một tiếng động gì hết trơn. Mở mắt giật mình dậy 5 giờ mấy, gần 6 giờ, thấy nó vẫn chưa về. Bà mẹ nó đi bộ mà nó đi cả ngày không biết mệt. Thiệt tình luôn á, đi đâu mà dữ vậy mà cái tướng có khúc cả kìa. Mà đi vậy đó, tức dễ sợ luôn vậy đó. Hỏi gì mà bà đón xe đồ rành lắm, rành đường Sydney lắm mấy chị. Công nhận nhỏ này nó hay thiệt á ta. Hai mẹ con Trang quay cho chị Trang. Đúng rồi, quay mẹ con. Nhớ lên cho coi YouTube Nam Quang với lại Trang. Dạ. Hai em. Dạ. Hai mẹ con em. Hai mẹ con em vui quá. Mình thì đi. Thôi mình đi nè. Mình đi xuống mình kiếm bàn nha. Coi chừng lát gió lạnh đó. Bây giờ thấy hơi lạnh rồi. Xuống đây nè chị. Rồi bye bye mọi người nha. Có gì em lát nữa em quay tiếp nha. Bye bye. Good morning. Ơi, cô Na lại đi nữa. Cô Na có đi. Mà Lê Giang á thì nói thiệt với mọi người, hai bữa nay là muốn sụm nụ rồi.
buổi sáng ở Sydney. Ở đây là cái nhà thờ nè, đằng đây là cái nhà thờ. Đó. Hôm nay trời rất là đẹp luôn á, trời nắng hết có lạnh rồi. Vô đây ăn á cưng, vô đây. Đó, đi vô đây ăn nè. Đây, đây cũng là mo đúng không nè? Nhộn nhịp đông vui lắm. Ôi ôi, đúng cô của Lúc Nguyễn nè. Để lát nha, để lát đi, đi ăn không? Đi ăn thử lát nữa giờ lại ha. À nha. Ok. À, đi xuống, đi lên xuống lầu ăn uống cà phê. Xỉu à. Nhưng thấy không, giờ chị hả cẳng chân nhất vậy đó nè, nhất mình nhất. Ngoài đây mở cửa trễ lắm, 11 giờ mới mở. Ờ, ngoài city mở cửa trễ ghê. Muốn ăn là phải đợi 11 giờ luôn nè. Đây nè. Mo shop rồi cũng chưa mở kìa. Chưa mở luôn. Dưới cấp trà là ở đây rồi chưa có, chưa mở luôn. À. Cũng may là có người đi ha, không thôi vắng vẻ luôn á, ngay trung tâm thành phố. Đi xuống dưới đây ăn nha. Đi xuống dưới đây ăn. Con đi đảo đi vòng ngoài này chưa? Vậy đó hả? Cô Na có đi bộ hay lắm quý vị ơi. Trời ơi. Ê cái bánh gì nè? Bánh gì nè? Bánh này bên đây ngon chị. Bánh này bên đây nó không giống bánh quá nè. Nó không có ngọt quá đúng không? Marona gì đó. Đồ ăn cũng chưa mở cửa hả? Kệ đâu có rồi kìa nè. Mình ăn steak cho nó ngon hơn. Đây xuống đây, chị nghĩ đồ ăn chắc nó mở rồi nè. Được không? Lớn, thành phố lớn dễ sợ. Ta nói nước nào mà đi tới nơi rồi mình đi một cái mo, mình đi cả ngày cũng không hết nữa quý vị. Rồi tiếp tục đi tiếp đây. Ok vậy. Càng đi càng rộng, càng đi càng lớn. Trời ơi, mình ăn Tết á. Đây là cái cây live stream của mẹ hả? Này cái xe gì vậy? Cái xe đạp nè. Đạp mình để đi tập chạy thể bục, lộn nó thể bục, thể dục, thể thao. Bên đây thì bán đồng hồ trang sức. Ở đây trong này nhiều thương hiệu lắm cả nhà ơi. Ở trong này rất là nhiều thương hiệu luôn. Cô Na có đi mua cái gì vậy ta? Hả? Rồi đó. Bây giờ là chưa có mở cửa đâu. Đúng 11 giờ là mới ăn được. Ăn phải có giờ có giấc. Rồi. Ủa còn bao nhiêu phút nữa là 11 giờ cơ? Đi lên lầu đi, dẫn ra ngoài đây. Đường nè. Em đang có thẻ cho chị đi rồi.
mình chạy về khu mình luôn, mình cho chị massage rồi ăn đồ đó vẫn. Ờ à. Rồi cái gì kỳ vậy? Mọi người nha, em lại đi lên kiếm cái chỗ để em ăn uống mà bây giờ nó chưa có mở cửa. À, thấy chưa, chưa có mở cửa để mà ăn uống cái gì, thấy chưa? Ủa nó đi xuống được đường nào á cưng? Đây nè, à, xuống cầu thang. Không ăn bánh ăn bò thôi hả? Đi lên lại đi, đi lên chị kiếm chỗ chị ngồi nha. À, đây. Ok. Vậy mình ngồi mình ăn cái bánh đi. Rồi bye bye mọi người. Thú kìa, thấy không đó? Đó, sợ thú hả cưng? Trời ơi đẹp ghê chưa? Đẹp ghê chưa cả nhà ơi. À, buổi sáng Sydney. À, đi chơi nè. Sáng con dậy sớm không nổi đó luôn. Quá trời đông luôn, nhộn nhịp quá. Quay cho. Bây giờ mình là ăn steak đi cưng. Ăn steak. Chị đi sát sát mấy cái nhà hàng á để lựa thực đơn á, nằm ở ngoài á chị Giang. Không, cái quán này nó bán bánh không à. Rút đi với mẹ đi con nào quay. Đi mang dài hết nổi rồi, ép luôn. Chủ nhật là người ta đi chơi, người ta đi ferry kìa. Đông lắm chị. Đi thẳng luôn anh ơi. Đi thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng tới luôn chị, thẳng tới luôn. Excuse me. Với lại hết lạnh rồi nè. Ừ, hết rồi. Nắng ấm là người ta xếp hàng rồi, thấy không? Người ta xếp hàng kìa. Xếp hàng mua vé đó. Xếp hàng mua vé đi tour hả? Không, mua vé đi tour chị. Mua vé đi tour chị Giang. Đi tour biết đi xe bus mà đi vòng thành phố đó. Thẳng luôn nha, quẹo trái nha. Trời đông luôn. Nay nắng ấm, nay cũng đổ ra đường hết. Quá trời nắng luôn. Bữa nay là hết lạnh rồi. 4 ngày nữa nó mới lạnh lại. Ủa gì kỳ vậy? Dạ chị, 4 ngày nữa nó lạnh lại chị nha. Lạnh cuối mùa lại hả? Dạ. Sao con trai? Cái nào? À, trên áo người ta hả? Là nay người ta chạy Olympic. Người ta chạy đua Olympic chị. Hôm nay chủ nhật nè. Nhà đó chị Giang, chung cư đó. Phát mình đó. Ừ đúng rồi, xuống đó đó, đó. Dọc dọc đó nhà hàng không? Không, massage không có ở đây. Chị ăn ở đây trước đi rồi mình đi ra ngoài ngay cổng này nè, mình đón xe mình về luôn. Massage ha. Ờ bác massage đâu? Massage gần chỗ khách sạn. Chỗ Hayden Market. Bên hông khách sạn á. Mua thẻ để đi massage. Thì massage chị đi được, chị đi thẻ luôn cũng được. Không ý rồi massage. Chị nói là gần nhà mình massage, tiệm massage là ở đâu? Gần chỗ nhà mình, lát mình đi xe lửa về tới nơi, nó dừng tới cổng luôn á chị. Nó dừng tới cổng massage, mình gọi đi bộ. Nhìn cái cầu này là biết ở Sydney rồi. Quá trời luôn. Hôm nay trời nắng quá trời nắng luôn. Tha hồ mà ra chụp hình được ha. Chụp hình check in được. Đây được có nè. Nắng quá rồi, nắng rồi. Lúc lạnh thì cũng quá trời lạnh. Ok. Vậy mình ngồi luôn hả nè ha? Ngồi đây không? Nè, ngồi đây không nè? Có visa nữa kìa.
You have steak, right? Yes. Có steak không? Không? Sao cô làm thấy steak vậy? Ở bên kia kìa. Kìa kìa kìa, bà thịt đơn nè. Dạ, Truy. Dạ. Ngồi đây ăn rồi ngắm mà, ngắm cầu, ngắm sông. Ok, lý tưởng quá hả nè. Ngon, ngon. Ở đây gọi là cái chỗ gì nè? Chocolate cake. Trời ơi, cô Na á nha. Tôi nói thiệt cho quý vị á, một người đàn bà đi mà tôi nói hoài mỗi ngày luôn á. Trời ơi, sao em đi hay vậy Na? Em đi mà em không biết mệt mỏi. Đi là từ sáng tới tối luôn đó quý vị. Không biết mệt mỏi mà đi bắt xe bus, xe tram đồ hay lắm. Coi như là cầm cái iPhone thôi là dò là đi tới nơi tới chốn luôn vậy đó. Ờ, hay dữ vậy trời. Mà em qua Úc này được bao lâu rồi nè? Năm em qua có lần chứ gì, năm qua lần hai lần chứ gì. Một năm qua lần hai lần mà như là người địa phương. Sợ người địa phương ở đây không rành bạn Na nữa chứ. Thiệt sợ luôn á. Biết mua cái thẻ từ đâu rồi, biết móc cái này từ đâu. Dân local không có xài thẻ đâu chị, tại đi xe không. À, sao? Bánh mì garlic hả? Rồi ok, một cái bánh mì garlic rồi. Nó mê bánh mì garlic lắm. Order chị cái steak luôn nghe nè. Dạ. Media. Cô Na không thấy steak luôn á. Đây nè, con đây nè. Rồi ok, bye bye mọi người nha.